Vâng, xin kính chào tất cả mọi người. Shop đang quay cho các bạn xem một sản phẩm dây xích hộp chất liệu bạc ta, hàng đẹp. Mẫu này thì được khách hàng bên nhà mình cũng rất là quan tâm, bởi vì mẫu xích hộp là một trong những cái mẫu mà lên sản phẩm nhìn khá là đẹp. Đó, và cái trọng lượng mình đang quay cho các bạn xem đây là 1 cây 2. Đấy, thì với cái mẫu này thì mình nhận làm bé nhất là tầm này mọi người nhá, chứ còn bé hơn là mình không nhận làm mẫu này hàng đặt. Các bạn có thể là mình đặt tầm độ 3-4-5 cây. Đấy, còn bạn nào mình đeo bé thì các bạn có thể là mình đặt tầm hơn 1 cây như thế này thì cũng được. Đấy, thì cái với cái mẫu này thì mình làm cái sản phẩm đầu bọc nhá. Đấy, đầu bọc cho khách. Còn bạn nào mình không thích đầu bọc thì các bạn hoàn toàn có thể là yêu cầu mình lắp đầu rồng. Đấy, đầu rồng cũng được. Nói chung là cái dây này cũng sẽ rất là hợp với đầu rồng. Đấy, các bạn đặt to bé, dài ngắn là tùy thích nhé. Đấy, bởi vì mình đã nhận làm hàng đặt là mình sẽ làm theo nhu cầu mọi người. Mẫu thì mình quay cho các bạn xem đây. Mẫu nào mình làm được trọng lượng như nào là mình sẽ báo cho mọi người. Đấy, thì mẫu này là làm từ hơn 1 cây trở lên. Đấy, bạn nào mình thích đeo to thì các bạn đặt tầm 5 cây trở lên mọi người nhé. Đấy, còn là bé thì các bạn đặt tầm độ 1-2 cây như thế này. Đấy, còn trung bình thì các bạn đặt tầm độ 3-4 cây. Đấy, nói chung là cái sản phẩm cái xích hộp này thì nó rất là dày. Đấy, các bạn đặt tầm độ 4-5 cây thì nó cũng không to lắm đâu mọi người nhé. Đấy, nó gọi là nó to vừa phải thôi. Đấy, thì bạn nào mình có nhu cầu làm sản phẩm hàng đẹp mà lại thích cái mẫu dây xích hộp này thì các bạn nhớ liên hệ mình nhé. Mình sẽ gửi ảnh cho các bạn xem thêm và tư vấn báo giá cho các bạn tại cái thời điểm mọi người hỏi hàng mình. Mọi người lưu ý nhé, các bạn chịu khó alo cho mình hoặc là các bạn kết bạn Zalo nhé. Đấy, mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Đó, chứ còn nhiều khi các bạn comment trên kênh nhé, mình có thể là bận mình không xem hàng ngày được, cho nên là các bạn sẽ không nhận được câu trả lời nhé. Đấy, vì vậy mà mọi người cứ alo cho mình hoặc là kết bạn Zalo đi. Đấy, mình xem mẫu và báo giá cho các bạn theo cái mẫu cụ thể mà các bạn hỏi nhé. Đó, thì bên nhà mình là mình làm hàng đặt bạc đẹp thì cái giá nó có sẽ cao hơn là cái sản phẩm hàng chợ trên thị trường. Đấy là một cái điều chắc chắn luôn mọi người nhé. Đấy, bởi vì bên nhà mình sản phẩm bên nhà mình bán ra là có bảo hành. Đấy, bảo hành về chất lượng. Đấy, cũng như là mẫu mã, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Mọi người ở xa, các bạn có nhu cầu thì các bạn hoàn toàn có thể là đặt được hàng bên nhà mình. Đấy, bên nhà mình là chỉ có làm hàng đẹp thôi mọi người nhé. Đấy, vì vậy mà các bạn quan tâm thì nhớ đăng ký kênh của mình. Đấy, để đón xem những cái sản phẩm tiếp theo. Và mọi người cần tư vấn thì các bạn có thể là kết bạn Zalo nhé, hoặc là alo cho mình. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.